Đây xin giới thiệu các bạn, đây là bột tẩy lông máy giặt các bạn, này khoảng 50.000. Một bịch này mình sử dụng chắc khoảng được mấy lần à. Đó. Đây. Cái lông máy giặt là cái lông lúc mà các bạn bỏ quần áo vô là nó quay. Đó, nó quay. Khi mày tẩy mà thấy xong thì ở ngoài nè, sạch. Đó, thì nó chỉ mình các bước mở ra đổ thẳng vô lông máy giặt. Hoặc là máy giặt dập, máy giặt đứng. Đó, sau đó các bạn cứ bấm khởi động bình thường thôi. Một bịch này hiệu khoảng 40.000 ngoài thị trường. Thỉnh thoảng thì máy giặt thì 6 tháng cho đến 1 năm thì các bạn nên vệ sinh một lần. Nếu mà các bạn có thể mướn thợ được thì các bạn khỏi sử dụng cái này. Nếu mà các bạn không có biết chỗ của bạn là cái gì, không có mướn thợ được đó, thì bạn nên dùng cái này. Đó, nhưng mà tốt nhất theo mình là nên mướn thợ nha các bạn. Cái này chung là cũng quá chắc thôi. Với lại thường thường cái này làm cũng không có được là ok bằng thợ. Thợ người ta tháo từng cái ra, người ta sẽ làm thì sẽ tốt hơn, sạch hơn. Và giá thì nó chắc chắn là nó sẽ mắc hơn cái này. Rồi, để các bạn lựa chọn thôi.